Tao cần thanh toán một đối thủ. Giá cả đủ để hai đứa mày ăn chơi hút chích một tháng. Chơi không? Muốn một nhát chết tươi hay là thương tật suốt đời? Không phải là một nhát, mà là một phát. Ok, nhưng mà anh có đồ nóng đó chưa? Chưa. Bọn mày tự lo đi. Cũng được đó, nhưng mua đất thì hơi đắt, mà mượn thì phiền phức lắm. Vậy thì mày mua đất. Mày cầm tạm 10 băng, thiếu thì tao đưa thêm. Ok. Khá. Mày chơi không? Chơi chứ. Miễn là sau này đại ca cho vài băng, lấy tiền về bắt. Về bắt vậy mà dễ trốn. Cứ lớn ngớ ở trong này bị bắt bỏ mẹ luôn. Ít nhất là 10 năm tù đó. Con nhỏ này nó có thói quen đi ăn đêm. Sau khi được mấy cô em massage, thường thường là khoảng 11-12 giờ nó mới ra ngoài. Đây là số nhà. Ok, em nhớ rồi. Trong vòng 5 ngày bọn mày phải hoàn thành nhiệm vụ. Hơi lâu, chỉ cần 3 ngày là làm xong. Tốt. Mình cũng không biết làm sao nữa. Ủa, anh Quân tới rồi kìa. Giang Quân tới rồi đó. Đúng hẹn dễ sợ. Thôi mình về nha. Bữa khác rồi nói sao. Bao nhiêu tiền vậy? Thôi, mình làm giúp bạn thôi. Đừng có đưa tiền. Bạn cứ cầm lấy tiền đi. Không lấy á thì về mua quà cho má giùm mình cũng được. Ha. Cảm ơn. Thôi mình về nha. Dạ em chào chị. Công an sở tại cho biết họ chưa thấy anh ta đăng ký tạm trú tạm vắng ở đây. Tất cả việc đăng ký kinh doanh rồi đến việc đăng ký tạm trú của mấy cô nhân viên đều do Diệu Linh đứng tên hết. Mà em nghe Diệu Linh nói anh ta sẽ ra ngoài Bắc để mang tiền vào mua nhà để cưới Diệu Linh đó. Nếu như vậy mình phải trao đổi ngay việc này với chú Hai. Dạ. Alo. Tôi nghe. Xong việc chưa? Đã xong rồi. Chỉ trong vòng 3 ngày nữa có 7 sự mũi đầu ngon. Giỏi lắm. Vậy bây giờ mày đọc số chứng minh nhân dân để tao biểu tụi nó lấy vé máy bay cho mày. Dạ. Ông bảy ghi nhé. Rồi. Rồi, đọc đi. Bây giờ ông Bảy ra ngoài trước. Từ hôm nay không có gọi cho ông Bảy nữa nghe. Khi nào cần ông Bảy sẽ điện lại nghe.
Alo. Dạ, đi bay ra cho con về chỗ Tam để có kết quả ngoài ý muốn. Con nói rõ hơn đi. Dạ, đích thân ông con dùng dừng chú Tam để trả báo đến thăm Bác Nhi. Bà của Đích Nhi lại đến những cửa bừng. Chú Tam và bà đã trở chào số điện thoại để tìm cơ hội làm ăn đó bà. Bây giờ con về nhà gặp ba gấp nha. Dạ chào anh ạ. Dạ chào anh. Có được gì không anh? Cứ coi như là được. Ngày mai anh phải bay ra Bắc. Sao gấp quá vậy? Anh nói là dài hôm nữa mà. Thì anh cũng tính là vậy. Nhưng mà gấp quá rồi. Thôi, mình lên lầu đi. Anh có chuyện muốn nói. Em à, hôm nay đóng cửa sớm. Anh chờ em đi chơi. Để anh. Anh à, chiều nay mình đi sớm một chút ha. Em cũng muốn đi mua quà cho ba má anh. Hồi nãy anh kêu em lên phòng có chuyện gì vậy? Xa em. Chắc là anh nhớ em lắm. Người anh toàn mùi rượu không à? Ủa, ba, má đâu rồi ba? Ba ra nhà hàng giúp con Thảo Ngọc dọn đồ đạc rồi. Đêm qua mà không có mấy ông công an phường tới, có khi lại hay hơn. Thằng bạn thiếu gia của con ra tay dần tụi nó một trận nhừ tử, sướng lắm ba. Ta đã nói là không được đụng chân đụng tay kia mà. Thì con đâu có kêu, tại nó thấy ngứa mắt nên ra tay mà. Thôi bây giờ không nói chuyện đó nữa. Bây giờ nghe ba dặn nè. Ngày mai con phải lên Bình Dương và ở lại đó vài ngày. Để làm gì ba? Công việc dọn dẹp lơ lửng còn đang bệ bộn mà. Việc lơ lửng đã có con Ngọc lo rồi. Con giúp ba lo việc thợ thầy, chuẩn bị khởi công xây dựng khách sạn. Sao gấp vậy ba? Chiều nay ba cũng ra Bắc rồi. Nhớ kỹ lời ba dặn nghe. Từ hôm nay con phải đổi luôn số điện thoại và tuyệt đối không được liên lạc với cái đám đệ tử nữa. Con hiểu ba rồi. Mà khi con ở Bình Dương á, con chỉ gọi cho ba về cái việc xây dựng khách sạn, mà nhớ là phải gọi liên tục. Dạ, con biết rồi. Yeah.
là ai vậy? Ông Lý đi một mình hay đi với ai vậy? Dạ, đi chung với một người phụ nữ à. Vậy thì để tôi xuống dưới đó tiện hơn. Vâng ạ. Chào anh. Chào anh Bảy. Chào cô. Chào anh. Đây là anh Bảy, chủ tịch hội đồng quản trị của hệ thống nhà hàng khách sạn ở trong kia. Còn đây là Thục Vân, vợ sắp cưới của tôi. Ồ, vậy à. Dạ mời anh Bảy ngồi. Cảm ơn cô. Thục Vân vừa hoàn thành một cuốn tiểu thuyết và đang xây dựng một vở kịch mới theo đơn đặt hàng của một nhà hát. Tôi đã nghe bà xã tôi nói nhiều về cô. Hôm nay mới được gặp mặt đó. Thấy ở ngoài cô còn đẹp hơn bà xã tôi nói nhiều. Cảm ơn anh. Chuyến này ra Bắc, chắc anh phải dành cho Thục Vân vài giờ phỏng vấn. Dạ. Trong vở kịch sắp tới của Thục Vân, anh Bảy là nguyên mẫu đấy. Trước đi lần này của tôi chủ yếu là nghiên cứu thị trường bất động sản ở ngoài này. Nếu như mà thấy hợp lý, có thể tôi sẽ chuyển hướng kinh doanh ra ngoài này luôn. Thế à? Dạ. Em mời anh. Chỉ vài tiếng nữa thôi sẽ có một người về bên kia thế giới đó. Chỉ vài ngày nữa thôi tao cũng hết cảnh sống chui sống nhủi trong khu ở chuột hôi hám ở bên tàu bến xe. Đồng ca sĩ, đồng organ. Alo. Đồng hả? Dạ. Đang đâu à? Em đang ngoài đường anh. Chuyện bữa tao nói với mày á, nhớ không? Ủa, chuyện gì anh? Thì chuyện con mụ Phượng Đê đó, cứ làm phiền lê lê của tao hoài. Kêu nó đến đờn ca hát sướng hậu hại gì đó, bây giờ mới đi kìa. Dạ em nhớ rồi. Để em kêu thằng Tư đừng cò đi nắm tình hình, rồi có gì báo cho anh nha. Nè. Dạ. Mày nhớ bám sát, bám sát kỹ giùm tao nha. Dạ. Có chuyện gì á gọi liền cho anh, nhớ không? Dạ em nhớ rồi. Ừ vậy nha. Dạ. Ê nè nè. Nụ cười
Mày đã nhận làm đệ tử của chị thì làm ăn dù có lời có lỗ cũng phải nộp quỹ. Vậy chị định bao nhiêu một tháng? Cứ mang sổ thu chi đến đây, đợi lãi cửa đôi. Có phải chú muốn có một cái cửa hàng mà chú lại còn muốn có cả con Diệp Linh nữa phải không? Phải có thư có bậc thì bọn bầy xoài mới sợ. Không được, chị có bỏ đồng xu nào cho tôi mở cửa hàng đâu. Bảy xoài bỏ ra chứ gì? Nó bỏ ra cho mày ấy là để đền ơn cho chị. Không tin cứ hỏi lão xem. Nếu là lúc trước thì tao đã cho nó đi luôn ngay từ tối hôm qua. Hay là mình tổ chức đánh cho nó một trận què lấy ống liệt? Không được. Cái con này mà nó què chân què tay, mà cái đau của nó còn, thì nó còn nguy hiểm hơn. Nếu tôi không nộp, chị định thế nào? Thì cứ luật rừng mà tính. Con hổ nhảy sống con cáo thôi. Ta muốn cái đầu của nó sẽ bị nát và vĩnh viễn không suy nghĩ được điều gì nữa hết. Qua đêm nay mày hết mặt mình báo với tao. Alo, anh về tới nhà rồi hả? Ừ, anh về rồi. Không hiểu sao đang sống trong cảnh gia đình êm ấm, nhưng anh nhớ em quá. Em cũng bắt đầu nhớ anh rồi đó. Anh vô mau mau nha. Chỉ ra 3 ngày thôi. Mà này, em nhớ là khi vắng anh, nhớ đóng cửa sớm nha em. Dạ, em biết rồi. Hôm nay em đóng tiệm lúc 8 giờ mà. À, còn chuyện này nữa, thằng Phê sẽ đến mượn xe em mấy ngày. Hình như là nó đưa người nhà xuống Vũng Tàu thì phải. Ờ, không sao đâu anh. Anh đâu có ở đây đâu. Em cũng không có lấy xe đi đâu hết. Cho ông mượn cũng được. À, cứ vậy nhé. Trên cơ sở tài liệu trinh sát có trong tay, chú Tạm phát thảo sơ đồ đường dây tội phạm mà cấp trên giao cho chúng ta theo dõi. Các cháu xem rồi bổ sung nha. Hiện nay, tên Sứ là một nhân vật mà chúng ta phải lưu ý. Bởi vì có nhiều dấu hiệu cho thấy tên Sứ và bảy xòe đang mưu tính một việc lớn. Báo cáo chú, tên Sứ đã ra ngoài Bắc ngày hôm nay. Hắn bay chuyến 19 giờ. Theo nguồn tin con nắm được thì tên Sứ ra ngoài Bắc để xin tiền bố mẹ mua nhà cưới Diệu Linh. Và hình như hắn ra ngoài đó giúp bảy xoài mua đất, xây khách sạn, nhà hàng gì đó chú à. Đó chỉ là thông tin quả mù thôi. Phải đợi vài ngày nữa xem thực tế hoạt động của họ ở ngoài kia và trong này thế nào đã. Thưa chú, không hiểu tại sao đêm hôm trước con gái bảy xoài lại có cách cư xử mềm mọc và lạ lùng đến như vậy. Có lẽ từ sự trùng hợp ngẫu nhiên, sự xuất hiện của anh em công an phường đã làm cho bảy xoài phải thay đổi phương án. Các cháu cứ nhìn mấy bức ảnh này xem. Đêm hôm đó, trước nhà hàng lơ lửng có ít nhất là 9 tên nằm trong danh sách này. Chỉ cần bảy xoài hạ lệnh là sẽ có cảnh tắm máu trong nhà hàng. Nhưng từ hôm đó đến nay, cả bảy xoài và Phượng Đê đều rất im hơi lạnh tiếng. Đó là một sự im lặng đáng sợ. Chú lo rằng chỉ trong vài ngày tới, hoặc là sẽ xảy ra một cuộc quyết chiến giữa hai băng nhóm tội phạm này, hoặc là sẽ có một cuộc thanh trừng êm dịu, kiểu như tả xếp một già.
Anh Sứ vừa gọi điện cho tôi rồi. Chìa khóa xe nè, anh vô dắt xe đi. Dạo này cô em ra dáng bà chủ quá ha. Mẹ nó, con nhỏ xinh quá. Thằng Sứ công nhận giỏi cua ghê. Chị, hôm nay em khó ở đây hôm khác nha chị. Nha. Tuần sau chị đón em nhé. Dạ. Em mời chị Dung ạ. Dạ mời chị. Dùng cho nóng. Thôi mà chị. Chị kêu taxi cho em về nha. Nha chị. Để bữa khác á, bữa khác lại đây với chị nha. Hả? Chị nha. Gọi điện cho taxi. Em nhớ gọi hãng nào tốt tốt cho Lê Lê nha. Dạ. Này Phong Mạnh. Ê, xin lỗi. Ê, dừng lại. Có taxi đến chắc chở Lê Lê về. Tao cũng nghĩ vậy. Cứ chờ nó ra xe rồi tính. Ừ. Đây, chị cho vào đây nha. Em cảm ơn chị nha. Có chạy không anh? Đang chờ khách. Nhà bà này tôi cũng giàu có quá mày. Nó xuống rồi kìa. Alo, anh hả? Dạ, bây giờ nó mới thả Lê Lê ra nè. Dạ, đi. Em... Em xin lỗi vì phải về sớm. Hôm sau em sẽ bù lại cho chị nha. Em về nha. Chị vô đi. Ba chị. Đi anh. Hôm nay có em Lê Lê ở bên, coi như chị được giải xui. Chị, bề xoài còn nợ chị em mình nhiều. Hay là mình bắt lão, mở cho mình thêm nhiều phù du khác. Ừ. Cứ dọa tố cái vụ hôm trước, chắc chắn lão phải nghe. Chị ơi, chị ơi.
Tôi tin rằng những màn sáng tối trong cuộc đời anh Bảy vừa kể, từ con tim nhân ái, từ khối óc thông tuệ của nhà văn Thục Vân, tôi tin rằng sẽ trở thành những trang viết bất hủ. Dạ, anh Bảy ở ngoài này bao lâu? Lâu hay mau à? Là còn tùy ở sự giúp đỡ của anh Lý và các anh em ở ngoài này. Nhưng tìm được vài ngàn mét đất ưng ý chứ ít cũng mất một tuần. Thế thì bằng giờ này tuần sau, anh Bảy sẽ được đọc đề cương và một vài cảnh đầu trong vở kịch em viết. Em cứ sáng tác. Còn kinh phí để dàn diễn vở kịch này, anh Bảy sẽ lo hết. Đoàn nào mà dàn dựng vở kịch này chắc chắn sẽ thắng to. Này nhá, sau khi công diễn ra mắt ở Trung ương, tôi sẽ đứng ra tổ chức cho đoàn kịch đi lưu diễn xuyên Việt. Chắc chắn mỗi đêm trừ đầu đuôi cũng phải lãi cỡ vài chục hay trăm triệu. Theo em á, anh Bảy có nhiều tiền nên đầu tư vào ngành vui chơi giải trí. Ví dụ như là lập chiếu bóng này, hoặc là quán bar chẳng hạn. Thậm chí có thể đầu tư vào làm phim trường. Hiện nay đang rất cần trường quay để sản xuất phim. Như vậy chúng ta có thể tận dụng để bán vé cho dân trong và ngoài nước đến du lịch, như là ở Hollywood. Đến lúc đó thì ta đếm tiền không xuể. Chỉ có cái đầu cao siêu như anh Lý đi, tôi mới nghĩ ra được cái chiêu này. Báo cáo anh, việc khám nghiệm đã xong. Đi xả cái coi. Hồi nãy lúc tao ra tay, thấy hai đứa nằm xuống, tao nghĩ con nhỏ bên cạnh chắc trúng đạn luôn rồi. Ừ, đỡ mất công phải làm lại. Ra tới Vũng Tàu á, tao muốn gửi cho Hà Bá cái của nợ này đi cho rồi, giữ lại mất công quá. Khoan, giấu tạm ở đâu đã? Thế nào chẳng có việc dùng tới nó. Không thì ra Vũng Tàu tao bán, kiếm vài chục tép hết chơi. Mày điên hả? Ra tới Vũng Tàu chưa kịp bán là tao với mày đã bị còng rồi. Hồi chiều xứ nước mày nhiêu vậy? Đủ để cho mày mua vé về Bắc, đủ để cho mày ăn chơi ở Vũng Tàu vài ngày. Tao không có thích ăn chơi, bây giờ chỉ cần có nhiều hàng trắng, thích thoải mái là được rồi. Thôi đi. Thôi mình đi đi. Nhưng mà mang cái của nợ này đến tận Vũng Tàu, tao thấy phiền phức lắm. Được đại luôn đi.
Thôi giấu ở đây đi. Đi mày, để lên. Alo. Dạ thưa chú, có chuyện rồi chú ạ. Dạ lúc 12 giờ kém 8 phút đêm qua. Bây giờ hai cháu về ngay đi. Chú chờ nghe. Dạ. Alo, tôi nghe đây. Alo. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Tôi cũng đọc báo cáo rồi. Như đồng chí phán đoán, không ngờ bọn chúng tàn bạo đến như vậy. Đã đến lúc đội đặc nhiệm của đồng chí phải vào cuộc một cách quyết liệt. Cần chỉ viện người và phương tiện, cứ báo cáo riêng cho tôi. Dạ, rõ rồi. Ý của anh là sẽ thay đổi con đường sỏi bao quanh khách sạn này thành một con sông nhỏ đúng không? Đúng rồi. Con đường sỏi bao quanh ngôi nhà là xưa rồi. Bây giờ là phải thay đổi bằng cái con sông nhỏ. Uốn lượn. Xung quanh là phải có hoa cỏ mới đẹp. Về mặt phong thủy, con sông nhỏ sẽ có nước. Mà mạng của anh hai là mạng thủy. Mạng thủy thì cần có nước. Anh à, ngoài sự thay đổi này, anh thấy có cần thêm ý kiến nào nữa không? Tôi thấy được rồi. Vậy thì chính xác khi nào sẽ làm lễ động thổ? Để tôi điện hỏi ông già. Ông già quyết định chuyện này. Alo, bà đang ở đâu? Bà đang ở ngoại thành Hà Nội. Bà và chú Lý đang đi đến khu đất mà bà định mua để làm khu vui chơi giải trí đó mà. Bà ơi, tụi con tính thay đổi con đường sỏi xung quanh khách sạn bằng một con sông nhỏ được không bà? Cũng được, nhưng mà phải có nước nghe con. Nước là nguồn sống bất tận mà. À bà ơi, anh kiến trúc sư hỏi là chính xác bao giờ nhà mình làm lễ động thổ? Phải đợi bà về đã. Bà phải nhờ thầy địa lý xem lại cho nó thiệt chắc chắn. À, sẵn tiện anh hỏi bác, trong tháng sau mình vẫn phải tiến hành đúng không? Bà ơi, vẫn là trong tháng sau phải không ba? Ừ, tháng sau con à. Thôi, bây giờ mọi việc coi như tạm ổn đi. Tôi có việc phải về Sài Gòn gấp. Hai anh ở lại về sau nha. Anh đúng là có mắt nhìn xa trông rộng đó. Con sông bao quanh khách sạn này nè, vừa thẩm mỹ lại vừa là cái hào sâu, khó mà ai đột nhập được đó. Thôi chào hai anh. Ừ, chào. Anh em mình tìm chỗ nào lấy ra nha. Ok. Alo. Phượng Đê bị bắn chết vào tối hôm qua rồi anh ơi. Một phát vào ngực và một phát vào bụng. Báo tiếp tin vui cho anh hai đi. Thôi khỏi, ta biết rồi. Kêu nó ngậm miệng lại, coi như không biết gì. Không thôi có chuyện á. Sợ gì, con chó đó chết rồi, lũ đàn em nó sẽ tứ tán. Vợ chồng mày ngu bổ mẹ. Không phải là mình sợ mà. Thôi bỏ đi. Nói chung là cũng may là mấy hôm nay anh em mình với lại ba không có mặt ở Sài Gòn, mấy ông công an không có cớ để hỏi thăm thôi. Đúng vậy. Thank you.
Chào chú. Con chào chú. Sao rồi? Dạ thưa chú, chúng cháu vừa hiện trường mới về, có thấy thấp thoáng một vài trinh sát cơ sở đang có mặt tại hiện trường. Trong nhà thì có tiếng đàn bà khóc và khoảng 10 đàn em đi đi lại lại. Các cháu ngồi đi. Chúng mới vừa nhận được chỉ thị, chúng ta phải vào cuộc một cách quyết liệt hơn. Đúng như sự phán đoán của chú, bọn chúng đã phá tan sự im lặng đáng sợ bằng một cuộc thanh trừng đẫm máu. Xét về mặt logic hiện thực thì lần trước Mộc Già cho đàn em thả rắn vào lơ lửng, 5 ngày sau ông ta bị tạt axit. Lần này Phượng Đê cho tay chân thả ếch nhái và quậy phá lơ lửng thì bị bắn chết. Vậy thì bọn lơ lửng phải đưa ngay vào diện tình nghi đầu tiên. Cả hai lần những nhân vật quan trọng của lơ lửng đều có chứng cứ ngoại phạm. Lần trước khi Mộc Già bị tạt axit thì cả nhà Bảy Xoài đang đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Lần này Bảy Xoài đang ở ngoài mát, và theo như chú được biết thì cả con trai lẫn con rể của lão đều đang bận xây nhà ở Bình Dương. Thưa chú, với thời đại thông tin khoa học như hiện nay thì việc tạo chứng cứ ngoại phạm có khi phản lại lão. Vấn đề vẫn là chứng cứ. Chứng cứ và chứng cứ. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm cho được chứng cứ để chứng minh rằng những suy đoán của mình là đúng. Chú nghĩ là chúng ta phải hành động nhanh, nhưng hai cháu phải giữ nguyên vỏ bọc của mình, không được để chúng nghi ngờ. Con trai của ba vẫn là một thiếu gia, phải tìm cách thường xuyên tiếp cận hai quý. Nếu cần thiết, cứ sử dụng tiền của quỹ phòng chống tội phạm. Dạ. Dạ.